Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục video hướng dẫn kỹ thuật của DNS. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối hệ thống chuông cửa bao gồm một nút bấm và một màn hình. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kết nối hệ thống bao gồm một nút bấm và hai màn hình. Đầu tiên, ở đây chúng ta có một nút chuông VTO 2202F-P. Sản phẩm nút chuông thường được đặt ở cửa các căn hộ. Tiếp theo là màn hình thường được đặt ở trong nhà, có mã sản phẩm là VTH2421FW-P, có màu trắng. Và một sản phẩm màn hình VTH2421FB-P, có màu đen. Và cuối cùng là sản phẩm switch PoE dùng để cấp nguồn và mạng cho nút chuông và màn hình, có mã sản phẩm là PFS3005-4ET-60. Để có thể kết nối hệ thống chuông cửa vô hình, chúng ta cần sử dụng dây mạng. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối dây mạng từ switch PoE vào nút chuông. Và dây mạng từ switch PoE vào màn hình. Trong trường hợp trong hệ thống của chúng ta có hai màn hình và một nút bấm thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt một màn hình là màn hình chính và một màn hình là màn hình phụ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trên màn hình chính. Nhấn giữ nút setting. Nhập mật khẩu của màn hình. Đầu tiên trong mục network, chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP cho màn hình 192.168.1.195. Nhấn OK để lưu lại cấu hình. Trong mục VTH config, trong mục Zoom Now chính là số phòng, chúng ta sẽ để số phòng là 9901-0. Và để chế độ màn hình là master màn hình chính, nhấn OK để lưu lại cấu hình. Trong mục Shift Server thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP của nút bấm, nhập mật khẩu của nút bấm. Trong mục Video Config thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP của nút bấm và tài khoản mật khẩu của nút bấm, nhấn Enable Status để lưu lại cấu hình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt ở trên màn hình chính. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt trên màn hình phụ. Chúng ta cũng sẽ nhấn vào nút Setting. Nhập mật khẩu để đăng nhập vào màn hình. Đầu tiên, trong mục Network, chúng ta cũng sẽ đặt địa chỉ IP cho màn hình phụ 192.168.1.196. OK. Trong mục VTH Config, trong mục Zoom Now, chúng ta sẽ để số phòng là 9901-1. Vì đây là màn hình phụ nên chúng ta sẽ để chế độ màn hình là Extension. Nhập địa chỉ IP của màn hình chính 192.168.1.195. Nhập tài khoản và mật khẩu của màn hình chính. Nhấn OK để lưu lại cấu hình. Trong mục Shift Server và mục Video Config, chúng ta sẽ không cần cài đặt bởi vì đây là màn hình phụ, các thông tin đó sẽ được lấy từ màn hình chính. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc kết nối và cài đặt hai màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trên nút bấm. Để có thể cài đặt được nút bấm, chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ IP của nút bấm trên trình duyệt web IE, nhập tài khoản và mật khẩu nút bấm để đăng nhập. Chọn mục Hardware Setting để thêm màn hình vào trong nút bấm. Chọn Zoom Now Management. Chọn Clear để xóa thông tin cũ. Nhấn Add để thêm thông tin màn hình chính. Nhập tên bạn muốn đặt cho màn hình chính. Nhập số phòng đã đặt trên màn hình chính. Register password, nhập mật khẩu của màn hình. Chọn Add để thêm thông tin màn hình phụ. Đặt tên cho màn hình phụ. Nhập số phòng đã đặt trên màn hình phụ. Register password, nhập mật khẩu của màn hình phụ. Chọn Save để lưu lại cấu hình. Chọn Status để kiểm tra tình trạng kết nối giữa màn hình và nút bấm. Status báo online, màn hình đã kết nối với nút bấm thành công. Ngoài ra, các bạn cũng có thể chọn mục Network
để kích hoạt PIP và quét mã QR code xem hệ thống chương trình từ xa. Đối với hệ thống chương cửa có hình, bao gồm một nút bấm và hai màn hình. Khi chúng ta nhấn nút gọi chuông, cả hai màn hình trong nhà sẽ đều đổ chuông. Và khi chúng ta ấn trả lời trên một màn hình, thì màn hình còn lại sẽ tự động tắt. Và để có thể gọi từ màn hình 1 sang màn hình 2, các bạn sẽ thao tác như sau. Nhấn vào biểu tượng của gọi, chọn Call User, nhấn số phòng của màn hình 2, nhấn trả lời hoặc từ chối. Alo. Và ngược lại, từ màn hình 2, chúng ta cũng có thể gọi lên màn hình 1. Nhấn số phòng. Thăng 1. Trong trường hợp trong hệ thống của chúng ta có 2 nút bấm và 2 màn hình, thì chúng ta sẽ cài đặt như sau. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cài đặt tương tự như trong hệ thống 1 nút bấm và 2 màn hình. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt trên nút bấm phụ. Các bạn sẽ truy cập vào địa chỉ IP của nút bấm phụ trên trình duyệt web IE. Nhập tài khoản và mật khẩu của nút bấm phụ. Chọn mục Network. Chọn Ship Server. Bỏ kích Enable Ship Server. Trong mục IP Address, chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP của nút bấm chính. Chọn Save để lưu lại cấu hình. Sau khi lưu lại cấu hình, nút chuông sẽ khởi động lại. Sau khi khởi động lại là chúng ta có thể kết nối thành công. Vừa rồi mình đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối hệ thống chuông cửa cấu hình bao gồm 1 nút bấm và 2 màn hình và hệ thống chuông cửa cấu hình 2 nút bấm và 2 màn hình. Chúc các bạn thành công.